Ghế xoay lưới văn phòng Hòa Phát, khung tựa nhựa bọc vải lưới, khung tựa nhựa chắc chắn, bọc vải lưới thoáng khí, tạo sự thoải mái và mát mẻ khi ngồi lâu, đệm mút bọc vải, đệm mút dày, bọc vải êm ái, phía dưới có ốp nhựa cao cấp, mang lại cảm giác thoải mái và hỗ trợ tốt cho lưng và hông, tay ghế bằng nhựa, tay ghế được làm từ chất liệu nhựa bền bỉ, thiết kế đơn giản nhưng chắc chắn, hỗ trợ tốt cho tư thế ngồi, chân ghế bằng nhựa, chân ghế nhựa cao cấp, đảm bảo độ bền và khả năng chịu lực. Tốt. Điều chỉnh độ cao linh hoạt, ghế có thể điều chỉnh độ cao phù hợp với nhiều vóc dáng và nhu cầu sử dụng khác nhau, sản phẩm ghế nhân viên lưng lưới cao cấp GL227 kết hợp với bàn làm việc không chỉ mang lại sự thoải mái và tiện nghi mà còn là lựa chọn lý tưởng để nâng cao hình ảnh và chất lượng không gian làm việc. Lợi ích khi sử dụng sản phẩm: thoáng khí và thoải mái vượt trội. Vải lưới thoáng khí giúp giảm nhiệt, giữ cho lưng và cơ thể luôn khô ráo, tạo cảm giác dễ chịu. Thiết kế hiện đại và tinh tế, kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế, ghế GL227 sẽ làm nổi bật không gian làm việc của bạn, mang đến sự chuyên nghiệp và hiện đại, độ bền và ổn định cao. Chất liệu nhựa cao cấp và đệm mút bọc vải bền bỉ, cùng chân ghế nhựa chắc chắn, đảm bảo tuổi thọ sử dụng lâu dài, giảm thiểu chi phí thay thế và bảo trì, hỗ trợ tốt cho sức khỏe. Khung tựa lưng và đệm ghế được thiết kế hỗ trợ tối đa cho lưng và hông, giúp duy trì tư thế ngồi đúng. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa hãy bấm like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất nhé.